Đây là món kẹ đậu đổ theo phong cách dân miền Trung nha mọi người. Đây, nguyên liệu của mình là có đậu. Đậu của mình đang chuẩn bị cho tầm 1 kg, đường và một chút chanh nha, và một ít nước. Đây, mình chuẩn bị mấy cái bánh tráng. Để chút nữa mình đổ ra. Bánh tráng này hồi nãy chắc do chục con cắn ấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ nha. Mình sẽ cho toàn bộ cái đậu này vào trong này. Cho hết nửa cái đường này vào. Mình cho nước vào xíp cái đậu này nghe. Để chút nữa mình khoái á, là đậu cũng vừa chín tới và đường cũng vừa tới luôn. Đó, như vậy là được. Mình sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Bây giờ mình sẽ cho lửa lên, khuấy liên tục nha. Cái khuấy liên tục đến khi mà đường nó kêu lại nha. Khi đã sôi lên á, mình nặn một chút chanh vào nha, một chút thôi. Đây, chén nước hồi nãy mình chuẩn bị đây, một chút nữa mình rửa đường. Quấy được 5 phút rồi đó mọi người. Nên mình nấu. Hơi đường nó quật thì nó tắt nấu nè. Khuyến cáo là những bọn nào con nhà thư rồi không vào bếp được á, là tất nhiên là đừng nên đổ kẹo đậu này. Nếm thử đường nè. Đó, nếu mà mất to ra như vậy á là chưa thành nha. Bây giờ là mùi thơm đó, ngon ngọt. Quéo lại rồi kìa. Ê, tới rồi. Mày đâu? Chờ đậu mới chín hả? Chờ anh vào nhìn đậu vàng ha. Để măng lên mắt. Đấy mọi người, bây giờ nó kêu lại như vậy rồi. Ồ, rồi. Cái hột đậu của mình đường nó bốp vào sắc rọt như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra ngồi bánh tráng nha. Đây, đây, đây. Đây, thành quả nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.